thì nó hơi khó hơn hít đất ở nhà, là có một cô gái ngồi trên lưng. À, rồi bây giờ ai mỏng cơm nhất sẽ ra tình nguyện thi đầu tiên. Rồi, chúng mời bạn mỏng cơm này ra trước. À, con nằm ngang lại. Cô gái ngồi lên, chúng sẽ nắm không, con ngồi hai bên luôn, con ngồi hai bên. Con leo lên đi, rồi. Coi giờ lên, coi giờ lên. Rồi, bắt đầu. Một. Nhóc. Hai. Bốn lên. Ba. Ôi, vậy giỏi quá. Coi giờ lên, coi giờ lên con. Rồi, ba cái rồi, rồi. Đến ra bạn này, ra đây. Nhỏ nhạc lại, nhỏ nhạc lại. Rồi, coi giờ lên, bắt đầu. Một, coi giờ lên, hai, ba, bốn, rồi, bốn cái, rồi, đến ra, ra đây. Rồi, bây giờ coi giờ lên. Một, coi giờ lên con, hai, con coi giờ lên, coi giờ chú nóng lên, ba. Rồi, ba cái. Rồi, chàng trai kia vô đây. Không, cứ vô đây, tôi chỉ định ai là phải vô. Rồi. Ngang lại, nằm ngang lại. Nằm ngang lại, để cho mọi người thấy. Rồi. Rồi, có vẻ hăng nha. Rồi, bắt đầu. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Cố lên, cố lên. Rồi, tám cái. Còn ai, hai chàng trai này nữa không? Còn hai người đúng không? Đâu rồi, còn đây. Ở đây, ở đây nè. Tám cái bây giờ đang là kỷ lục. Rồi, bắt đầu coi cho lên. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy.
Chết thì gái này chết rồi. Ok, tiếp tục.